em đã kết hôn nhưng mà muốn thực hiện xong tiêm phòng thì mới có em bé tuy nhiên là em sợ có bầu nên là để chắc chắn chưa có thai thì em cứ định là đến ngày hành kinh thì mới đi tiêm liệu là như vậy có ảnh hưởng gì đến việc tiêm phòng không ạ và có ảnh hưởng gì đến hiệu giá kháng thể hay không À, trả lời về bạn như này à, tại sao chúng tôi khuyên rằng là các bạn nên đến các cơ sở y tế hoặc là đến những nơi có lời khuyên tốt nhất cho các bạn để các bạn tiêm bởi vì uh, bạn câu hỏi của bạn nó sẽ uh, sẽ trả lời được thay cho một số câu hỏi của các bạn khác là em lỡ tiêm rồi và bây giờ em có bầu em phải làm gì và các bác sĩ cho em lời khuyên đi và như thế nào đi thì đấy chính là cái câu hỏi của bạn mà dành cho những câu hỏi của các bạn kia mà là em đang có bầu mà bà em tiêm rồi thì bây giờ em phải làm sao đấy ạ? Dạ. thì bạn nên hỏi câu này thì sẽ hay này ừ. thì uh, đúng nếu thực sự các bạn mà không xác định được mình chắc chắn có thai thì các bạn nên dừng trì hoãn việc tiêm lại và khi nào bạn khẳng định là cái việc bạn chưa có thai thì bạn hãy nên tiêm thì nó sẽ an toàn cho cả bạn mặc dù theo khuyến cáo là không có chỉ định tiêm nhưng nếu có thì cũng không có chỉ định phá thai nhưng có những cái bất chắc mình cũng không thể nói được ừ. ví dụ như trong quá trình mang thai mà mình gặp một số những cái uh, không mong muốn chẳng hạn xảy ra nhưng cùng trùng hợp với thời điểm là do mình tiêm vậy thì câu hỏi đặt ra là cái việc thai của mình không được bình thường đó do tiêm hay do cái thai thì cái câu hỏi đấy cũng không thể trả lời được dạ. uh, nó vô cùng là khó khăn để trả lời với câu hỏi đó của các bạn cho ừ. vậy mà bạn nên để đến thời điểm mà bạn chắc chắn không có thai bạn đi tiêm thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng cái việc mà bạn tiêm trong quá trình như bạn hỏi là khi mà bạn đang có hành kinh ạ, thì cái việc đó cũng không ảnh hưởng nhiều Vì cái lượng mất máu khi bạn hành kinh không nhiều. Do vậy cái cái việc tiêm đó cũng không ảnh hưởng nhiều và cũng không ảnh hưởng đến cái giá kháng thể trong cơ thể khi tiêm đâu ạ.